Xin chào các độc giả đam mê ô tô. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá hai siêu phẩm mới từ Toyota, Toyota Crown Sport và Toyota Crown Signia. Cả hai đều đại diện cho sự đổi mới và chất thể thao của hãng xe Nhật Bản nổi tiếng. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào thế giới của những chiếc xe đẳng cấp này. Bắt đầu với Toyota Crown Sport, chiếc xe thể thao này là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng thể thao và hiệu suất mạnh mẽ. Với đuôi xe mở rộng, mâm nhôm 21 inch và lốp thể thao, Crown Sport thực sự nổi bật giữa đám đông. Đèn ban ngày tích hợp trong bộ khung tối màu thêm nét độc đáo và cá tính. So với phiên bản SUV nguyên mẫu, Toyota Crown Sport không chỉ thể hiện chất thể thao rõ rệt hơn mà còn có kích thước nhỏ gọn hơn. Với kích thước dài nhân rộng nhân cao là 4720x1880x1565 đơn vị mm, có thể nói mẫu Toyota Crown Sport sẽ toát lên vẻ đẳng cấp và năng động. Bên trong Toyota Crown Sport 2024 là không gian nội thất hai hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Không có gì ngạc nhiên khi nội thất của xe có thiết kế giống với Toyota Crown Crossover. Mẫu SUV hạng trung này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm nối liền nhau, cùng có kích thước 12,3 inch, vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, lẫy chuyển số thể thao, điều hòa tự động. Xe có cần số nhỏ gọn, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ trời toàn cảnh panorama và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Ghế trước của xe được thiết kế theo phong cách thể thao và ôm lấy thân người ngồi. Ghế của xe có đủ tính năng sưởi, nhớ vị trí. Ghế lái của xe là loại chỉnh điện 8 hướng trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu xe SUV Toyota Crown Sport 2024 ở thị trường Nhật Bản sẽ là hai tùy chọn động cơ, bao gồm Hybrid SEV và Plug-in Hybrid PHEV. Cả hai hệ truyền động này đều dùng động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2.5L. Tuy nhiên, phiên bản PHEV sẽ được trang bị motor điện có công suất lớn hơn và cụm pin lithium-ion mới phát triển. Hãng Toyota hiện chưa công bố thông số động cơ cụ thể của mẫu xe này. Chỉ viết rằng, xe sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 21,3 km/lít, khoảng 4,69 lít, 100 km. Xe sẽ có cả phiên bản dẫn động một cầu và hai cầu. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống hỗ trợ đánh lái khẩn cấp cộng cảnh báo bị tạt đầu, cộng hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường cộng cảnh báo lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông. Ngoài ra, xe cũng sở hữu hỗ trợ lái chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo khi có xe đi tới từ phía sau, phanh sau va chạm, hỗ trợ phanh khi đỗ xe, camera hành trình trước, sau, hỗ trợ đỗ xe từ xa và camera 360 độ, hiển thị cả khu vực bên dưới nắp capo. Theo kế hoạch, Toyota Crown Sport 2024 phiên bản SEV sẽ được bán ra thị trường Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Sang tháng 12 năm 2023 mới đến lượt phiên bản PHEV được phân phối. Tuy nhiên, hãng Toyota chỉ lên kế hoạch sản xuất khoảng 700 chiếc Crown Sport mỗi tháng nên dự kiến thời gian giao xe sẽ bị kéo dài. Chuyển sang Toyota Crown Signia, chúng ta được chứng kiến sự đột phá trong thiết kế và công nghệ. Đây là một chiếc SUV hybrid hoàn toàn mới, đánh dấu sự tiếp nối của dòng Crown trên thị trường Mỹ. So với mẫu xe Crown Crossover, Crown Signia mang đến sự lớn mạnh và mạnh mẽ hơn. Kích thước lớn hơn, với chiều dài và chiều rộng tăng, Crown Signia thậm chí còn lớn hơn cả Harrier thế hệ thứ tư. Được xây dựng trên phiên bản Gaka của kiến trúc toàn cầu mới của Toyota, Crown Signia sẽ được lắp ráp tại nhà máy Suzumi ở Aichi, Nhật Bản. Về mặt thiết kế, Crown Signia có phần đầu xe hình đầu búa cũng được thấy trên Crown Crossover, với các chi tiết độc đáo trên chiếc SUV là đèn chiếu sáng ban ngày thanh mảnh, lưới tản nhiệt có hoa văn và khép kín hơn cũng như đèn pha gắn ở góc của cái cản. Tấm ốp thân xe màu đen và kiểu dáng giống SUV điển hình, trong khi đèn hậu thể thao phía sau có chiều rộng tối đa. So với mẫu xe Crown Sport, Crown Signia mang đến sự lớn mạnh và mạnh mẽ hơn. Kích thước lớn hơn, với chiều dài và chiều rộng tăng, Crown Signia thậm chí còn lớn hơn cả Harrier thế hệ thứ tư. Tại Mỹ, Crown Signia sẽ thay thế Venza, hay còn được biết đến với tên gọi là Harrier thế hệ thứ tư. So với chiếc SUV đó, Crown Signia có kích thước lớn hơn, dài 4930mm,
tăng 190mm, rộng 1880mm, tăng 25mm, cao 1620mm, giảm 40mm và có chiều dài cơ sở 2850mm, tăng 160mm. Về nội thất, đây dường như là một bản sao của Crown Crossover với màn hình kép 12,3 inch, bao gồm một cụm đồng hồ kỹ thuật số và một màn hình cảm ứng thông tin giải trí trên bảng điều khiển. Bạn cũng sẽ tìm thấy một ngăn xếp trung tâm giống hệt chứa các lỗ thông gió trung tâm phía trên bộ điều khiển khí hậu, trong khi bảng điều khiển trung tâm có bộ chọn số và hai ngăn đựng cốc. Ngay cả vách ngăn một phần ngăn cách người lái với hành khách phía trước cũng giống như thiết kế của vô lăng. Toyota không cung cấp thông tin cụ thể về không gian chứa đồ của chiếc SUV mới, nhưng chiếc xe dự kiến sẽ rộng hơn chiếc Crown Crossover có thể tích 430 lít. Những gì hãng đưa ra là hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng theo tỷ lệ 60-40, không gian chở hàng dài 1981mm và cửa sau chỉnh điện với khả năng vận hành rảnh tay. Các trang bị tiêu chuẩn bạn nhận được với biến thể XLE cơ sở sẽ bao gồm bánh xe hợp kim 19 inch, ghế bọc da, vải Softec, hệ thống âm thanh 6 loa, ghế trước chỉnh điện và sưởi, bộ sạc không dây, điều hòa hai vùng, Android Auto và Apple CarPlay không dây cũng như khởi động và ra vào không cần chìa khóa. 8 túi khí và bộ Toyota Safety Sense cũng là một phần trong danh sách trang bị của XLE, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo trạch làn đường với hỗ trợ lái, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ theo dõi làn đường, hỗ trợ biển báo, đèn pha tự động, lái xe chủ động hỗ trợ, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ thoát hiểm an toàn. Động cơ phiên bản Sport của Toyota Crown sử dụng vẫn là hai dòng hybrid giống y nguyên bản. Bản thấp hơn kết hợp động cơ 2.5L4 xi lanh thường với motor điện cho tổng công suất 236 mã lực đi kèm hộp số CVT. Cấu hình chủ lực đổi động cơ sang loại 2.4L tăng áp và kết hợp hộp số tự động 6 cấp phổ thông hơn cho công suất 341 mã lực. Hệ thống lái cũng như hệ thống treo trên Toyota Crown Sport được tinh chỉnh riêng để phù hợp nhu cầu sử dụng thể thao. Công nghệ đánh lái năng động phía sau, DRS, góp mặt giúp tăng độ linh hoạt ở tốc độ thấp và cải thiện cân bằng ở tốc độ cao. Động cơ hybrid sử dụng động cơ xăng 2.5L và hệ thống động cơ điện tạo ra tổng công suất 243 mã lực. Hệ thống AWD có hệ thống dẫn động cả 4 bánh AWD. Hộp số sử dụng hộp số CVT điện tử ECVT cho chuyển động mượt mà và hiệu quả năng lượng. Công nghệ lái xe năng động, hệ thống đánh lái năng động phía sau DRS giúp tăng cường độ linh hoạt ở tốc độ thấp và cải thiện cân bằng ở tốc độ cao.